đạo trưởng Qaddafi công kích chế độ Al-Assad và Iran, tin từ Cairo. Sau nhiều thập niên sống lưu vong, nhà thần học Hồi giáo Yusuf al-Qaradawi đã ra rao giảng lần đầu tiên tại ngôi đền al-Zaha, lên án việc Iran yểm trợ cho chế độ Al-Assad. Ông Qaradawi là thành viên lâu đời của Hội đồng Trí thức Huynh đệ Hồi giáo đã nói rằng Tổng thống Bashar al-Assad với sự giúp đỡ của Iran đã dùng vũ khí tấn công 9 người dân trong nước. Ông al-Qaradawi đã diễn tả Nga qua các cuộc phỏng vấn của các đài truyền hình là kẻ thù của Hồi giáo. Ông Qaradawi cũng lên tiếng ca ngợi Tổng thống Mohamed Morsi, huynh đệ Hồi giáo, và kêu gọi người Ai Cập ủng hộ Tổng thống Morsi. Sau khi nghe bài giảng, người tham dự lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu đã biểu tình, hô to những khẩu hiệu đá đảo, đòi ông Bashar al-Assad phải rời khỏi Syria, ngưng tàn sát dân chúng. Một người biểu tình nói rằng Tổng thống Morsi đã ủng hộ người Syria, cho rằng Syria sống bình đẳng với người Ai Cập. Tổng thống Morsi cũng mạnh mẽ lên án Iran, chứng tỏ là một nhà lãnh đạo tốt của người Ai Cập và người Ả Rập. Ông Qaradawi đã phải rời khỏi nước từ thời Tổng thống Gamal Abdel Nasser. Ông ta bị Anh Quốc từ chối cho vào nước năm 2008 và bị Pháp từ chối trong năm nay vì quan điểm chống Tây phương. Ông ta đã xuất hiện lần đầu tiên ở Ai Cập ngày 18 tháng 2, đọc diễn văn đòi trả tự do cho tù nhân chính trị. Trong năm nay, ông ta cũng ban giáo lệnh phát qua cho người Libya đang đứng dậy chống nhà độc tài Muammar Gaddafi.